có chuyện thì nói ngay thơ, cùng tiếng cùng lùi nội liễm tiểu hoa ít phút hắc tiểu cố hai người ở chung một chỗ vốn bình bình đạm đạm, nhưng ai ngờ có một phương động tâm, sau đó liền bắt đầu theo đuổi chồng. Cố thân. Rõ ràng như vậy sao? Hoa nam. Không thể nghĩ lệch, không thể nghĩ lệch. Cố thân. Vợ gián thiếp hoa nam. Cậu buông tay ra, chú ý một chút. Chương 1. Phòng cho thuê. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Thần tượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Tương kiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Chỉ giáo nhiều hơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Hai cái cẩu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Bạc Hà Vị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Hấp dẫn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8 Trầm mặt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Chim nhỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Hạt dưa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét